Chào bạn, hôm nay là ngày thứ 7 của cái thử thách 100 ngày làm vlog ngắn. Và hôm nay mình sẽ đi rửa bát sau khi ăn cơm xong nha. Chào các bạn, xem lại mớ hỗn độn của mình nhá. Đây, như các bạn nhìn thấy này, nồi vừa rang tôm xong. Và đây là nồi vừa hấp chần chả cá xong nha. Còn tiếp theo là một đống bát đũa các kiểu. Đấy, rất là lộn xộn luôn. Và dưới nữa đây, đấy, chậu ấy các kiểu, bát đũa kiết các kiểu đấy. Và nhà mình có máy rửa bát nha mọi người, máy rửa bát đa năng đấy, Toshiba của Nhật Bản đấy. Thì bây giờ mình sẽ rửa hết tất cả những cái thứ này, sau đó các cái loại bát đũa các kiết các kiểu thì cho vào trong cái máy rửa bát nha. Đầu tiên mình sẽ bỏ một đống rác ở trong bát này vào trong thùng rác nhá. Rồi, không còn rác nè. Bây giờ mình sẽ cho 1/3 cục xà phòng này vào trong cái máy nhá. Và mình đã cắt sẵn ra làm 3 phần của một cục xà phòng. Bây giờ mình sẽ cho một cục nhỏ thôi nhé. Nhỏ. Đây, một cục nhỏ này như này đây mọi người. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào đây nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ cắm điện lên. Và mình sẽ sử dụng cái dây điện màu xám nhá. Cắm vào đây. Đấy. Sau đó bấm vào nút bật và bấm vào nút màu cam để bắt đầu chạy. Chúng ta cùng xem máy rửa bát này là chạy được bao nhiêu phút nha. Rồi, sau 3 phút nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chờ cho hết sau 3 phút thì mình sẽ mở ra nha. Hẹn gặp lại máy rửa bát lần này vào ngày mai nha.